bạn vào phòng kinh doanh là bạn làm gì? bạn đẩy 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 tâm lý khách hàng và mỗi thằng đẩy một đoạn, thằng truyền thông đẩy ý, niềm tin công ty, đẩy nhu cầu, thằng marketing là gì? đẩy đến điểm bán để mua, đẩy đến điểm bán, đẩy đến điểm bán và đẩy tâm lý muốn mua ngay. thằng sale là gì ạ? thỏa mãn tâm lý, tư vấn tư vấn và nhét vào bao tương là chốt, túm vào bao nhốt luôn đấy. thằng chăm sóc khách hàng là gì? Làm cho khách hàng hạnh phúc và làm cho khách hàng mua lần sau được giảm giá tí cho nó phấn khởi lại quay lại mua Như vậy chúng ta mới nhìn vào vậy thì trong cái cấu trúc cái khối kinh doanh này này Thì chú nào làm nhiệm vụ chuyển đổi tâm lý nào Thì các bạn mới nhìn thấy thế này Phòng truyền thông Và các bạn đã từng nghe tới phòng truyền thông không? Và tiếng Anh là Media đấy Phòng truyền thông là chịu trách nhiệm truyền thông về doanh nghiệp và sản phẩm để đưa thông tin này vào tay của khách hàng. À, vậy thì lúc ông đi tán gái cũng vậy. Đầu tiên ông truyền thông về gia đình ông. Đấy, nhà anh là có cái nhà mà hiện nay là bố anh để không, bố anh bảo nếu nay mai mà lấy vợ bố anh cho nhà, bố anh làm chủ tịch tỉnh. Đấy như vậy là bắt đầu có niềm tin vào gì ạ? Vào gia đình, niềm tin vào doanh nghiệp đấy thì như vậy là trách nhiệm này là truyền thông nhưng các bố đi tán gái là truyền thông mồm còn trong kinh doanh là phải truyền thông bằng các công cụ phương tiện như là video như là bài viết như là truyền hình báo chí vân vân đấy thì cái này chúng ta chỉ hiểu đến đây đã bởi vì không nó rất là phức tạp đấy thì như vậy là chúng ta truyền thông về doanh nghiệp và sản phẩm đây là vai trò của phòng truyền thông thứ hai là họ chưa có nhu cầu làm cho họ có nhu cầu à đấy thế này em ạ à cho nên là nếu mà bố anh bảo là nếu cô nào lấy anh thì bố anh cho cái nhà với lại cái xe còn lại vợ chồng muốn nào bạn nào làm ăn vậy tạo mẹ nhu cầu rồi vậy thì có khi chưa tán nó đã đổ bà rồi cho nên là gì ạ à, bấy giờ là gì tạo nhu cầu à, thì trách nhiệm này là trách nhiệm của phòng truyền thông như vậy phòng truyền thông có hai vai trò cực kỳ quan trọng một là làm cho họ biết đến doanh nghiệp và tin doanh nghiệp hai là làm cho họ chưa có nhu cầu thì có nhu cầu À, như vậy có hai nhiệm vụ này. Đấy, đến đây các anh chị hình dung như vậy đây là vai trò của phòng truyền thông. rồi tiếp tục à, vậy thì vai trò thứ hai là khi họ có nhu cầu rồi thì bắt đầu họ phải đi tìm gì ạ? À? tìm điểm mua, tìm chỗ mua. mà muốn tìm chỗ mua thì ông phải tạo điểm bán. và vai trò của ông nào tạo điểm bán? phòng marketing. vì vậy nếu họ lên search trên google mà không thấy công ty ông bán thì có nghĩa là thằng phòng marketing này chết. Nếu họ đi ra đường họ tìm điểm bán, lang thang ngoài đường để tìm cửa hàng mà không thấy cửa hàng của ông là ông chết. Cho nên ông không biết tạo điểm bán. Ví dụ như thế, họ lên face, họ tìm một cái kiếm một cái sản phẩm nào đó mà họ không thấy của ông thì có nghĩa là ông ở âm phủ rồi mà âm phủ thì thằng nào mà xuống âm phủ mà mua được. Đấy cho nên là phải tạo được điểm bán. Đấy, thì cái tạo điểm bán này để giúp cho khách hàng họ đi tìm kiếm gì ạ? À? Chủ động. Khách hàng sẽ chủ động đi tìm kiếm mình. Đấy, và họ tìm kiếm phát thấy mình luôn thì rất là dễ. Đấy, ví dụ cô gái nào có nhu cầu lấy chồng mà chỉ cần lên mạng sớt phát là thấy ngay là anh thanh niên năm nay đã 30 tuổi rồi. Đấy, sáng năm nghìn xôi tối ba nghìn trà đá mà hiện nay chưa có ai yêu thì đảm bảo là họ tìm dễ quá, có em đây, thế không? Thế là tìm được luôn. Đấy, như vậy là tạo điểm bán, ông marketing này. Nhưng mà nếu họ không chủ động tìm thì bây giờ mẹ cứ ngồi đấy chờ mà không ai đến mua thì chết à? Bố lại quảng cáo thế thì khi đi tán gái thì các ông có hay quảng cáo ông không đấy, anh như này này anh như này tính anh như này bạn muốn hẹn hò đấy thì đấy là gì quảng cáo đấy và nếu gặp được rồi quảng cáo rồi mà nó vẫn không muốn mua thì bắt đầu là gì khuyến mãi đặc biệt các cô gái xấu mà ế chồng là hay có khuyến mãi chính sách tốt đây nếu mà lấy em thì bố em cho cái nhà cái này gọi là đồ cát thêm đấy Đấy, và thường các bạn đi mua hàng là có chính sách giảm giá không? Và nếu giảm giá thì có muốn mua ngay không? Oh đấy Ví dụ điện thoại đang là 24 triệu, iPhone XS chẳng hạn. Đợt này riêng cửa hàng này giảm giá 4 triệu trên con điện thoại. Thế là gì? Chưa muốn mua ngay, đang là thấy chưa cấp thiết điện thoại chưa cấp thiết. Chưa cấp thiết. Nhưng mà từ 24 triệu mà nó về 20 triệu là gì? Trời luôn cố gắng vay tiền mà mua bởi vì đợt này điện thoại nó đang đào giá đấy tôi lấy ví dụ này vì vậy đây là những cái chính sách liên quan đến chính sách khuyến mãi này, dành cho khách hàng quà tặng khuyến mãi giảm giá đấy đây là chính sách tốt và vai trò của phòng marketing không không tôi đã vuốt đâu vai trò của phòng marketing có 3 vai trò một là gì ạ tạo điểm bán hai là quảng cáo sản phẩm đến với khách hàng Ba là xây dựng hệ thống chính sách giảm giá cho khách hàng. Và vai trò của chú ba 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 cái 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 cái, cái vai trò này của chú marketing là chuyển đổi tâm lý khách hàng là họ chưa biết mua ở đâu thì tìm thấy điểm mua. Họ chưa tin tưởng sản phẩm thì nhờ quảng cáo họ tin. Nhưng mà họ chưa cấp thiết phải mua thì giảm giá thì họ sẽ mua ngay. Đấy thì đây chính là vai trò của chú marketing. Đấy, thì chuyển đổi tâm lý khách hàng. Nhưng mà chuyển đổi bằng phương tiện gì để để mà cho khách hàng xem thấy, nhìn thấy, nghe thấy. Thì bài toán đấy này là bài toán sau nhé. Nó liên quan đến kỹ năng. Nhưng ở đây chúng ta hiểu được cái mục tiêu cái đã. Đấy, rồi. Tiếp tục. À, bắt đầu họ đến cửa hàng. Nhưng mà họ đang còn vướng mắc họ thích lắm rồi. Họ bảo thôi được rồi, cứ đến cửa hàng xem. là Nó nói, nó quảng cáo có đúng như là là thật không? Thì bây giờ mình phải mò đến mình xem chứ. Nhớ cái nó nửa mình thì sao? Cho nên là tại sao người Việt Nam ít mua online là vì vậy Nó vẫn phải mò đến xem nó thế nào Thì khi đến xem bắt đầu hoặc là gọi điện đến hỏi Thì bắt đầu là gì Em ơi nếu như Nếu như Nếu như Thì làm sao Nếu như Thì làm sao Có em đây Em sẽ tư vấn cho anh Hết vướng mắc luôn Hiểu không Thì đây là vai trò của chú nào Chú sale Thế để bắt đầu Nó thấy hết vướng mắc chưa anh Rồi xuống tiền đi Nó gọi là gì ạ Chốt đơn hàng hay chúng ta hay nghe từ khái niệm là gì ạ chốt sale thì đây vai trò này là vai trò của phòng gì ạ phòng sale đấy bắt đầu khi chú này mua hàng rồi thì, thì các bạn đi mua hàng có hay thấy họ lấy điện thoại của mình không số điện thoại không đấy thì họ mới lấy số điện thoại của bạn để họ đưa vào hệ thống chăm sóc khách hàng Thế là mua về bắt đầu này Vừa về nhà dùng được một tuần hay hai ba ngày gọi điện Anh ơi tình hình thế nào Anh ơi thấy có hay không Và ông bố vợ cũng vậy Chăm sóc khách hàng là gọi cho thằng con rẻ Mày sống với vợ thế nào con Có thích không con Đấy gọi là chăm sóc gì Khách hàng đang là sướng thì thấy ông bố vợ hỏi thăm phát nữa Là hạnh phúc ngút trời luôn Đấy thì cái này nó gọi là gì ạ Chăm sóc khách hàng Đấy. Nhưng mà riêng bố vợ này không có chính sách khuyến mãi để mua thêm con em nhé Đấy, thì trong trường hợp kinh doanh là lại có chính sách hậu mãi là gì nếu mua thêm lần nữa được giảm giá bao nhiêu phần trăm nếu giới thiệu bạn bè thì sao thì hậu cái chính sách này gọi là chính sách hậu mãi sau khi trở thành khách hàng riêng bố vợ thì không làm này chứ lại không bía ngọt đánh cả cụm thì bỏ bà Đấy. thì riêng ông bố vợ ông cắt cái phần này đi này. Đấy. còn bán hàng tất cả các loại khác thì có chính sách hậu mãi và chính sách hậu mãi này nằm trong phòng chăm sóc sau khách hàng như vậy chăm sóc khách hàng là gì? triển khai chính sách chăm sóc khách hàng và triển khai chính sách hậu mãi như vậy tóm lại là có mấy bộ phận trong kinh doanh ạ kéo lên trên chúng ta nhìn truyền thông làm cho khách hàng tin doanh nghiệp tin gì ạ tin vào doanh nghiệp biết đến doanh nghiệp và có nhu cầu mua dòng sản phẩm của doanh nghiệp mua dòng sản phẩm đấy nhé chứ còn chưa biết là sản phẩm gì tiếp theo phòng marketing là triển khai điểm bán quảng cáo sản phẩm và xây dựng hệ thống chính sách để giúp khách hàng ra quyết định nhanh tiếp phòng sale là chịu trách nhiệm tư vấn để cho khách hàng hết vướng mắc và chốt đơn khi khách hàng gì đã ok Đấy, để làm thủ tục bán hàng cho khách hàng để mang tiền về thì cái này giúp khách hàng ta quyết định xong cuối cùng họ trở thành khách hàng rồi thì bắt đầu phòng sale này lấy số điện thoại đẩy sang phòng chăm sóc khách hàng chăm sóc khách hàng làm nhiệm vụ gì chăm sóc làm cho khách hàng phê hơn tí nữa và xây dựng chính sách để khách hàng mua lại hàng của mình cho nên nó bắt đầu nó mới sinh ra thẻ hội viên là thẻ kim cương thẻ vàng thẻ bạc đấy được chính sách giảm giá và giới thiệu người quen thì nó sinh ra đa cấp đấy Nên các anh chị dùng cái này không? giới thiệu người quen để mua hàng lại lần nữa nó sinh ra đa cấp thì đây là toàn bộ hệ thống kinh doanh như vậy nhắc lại để các anh chị hãy dừng lại cho tôi đủ khoảng 2 giây xem hình dung xem tóm lại là kinh doanh gồm mấy phòng bốn phòng à một là gì truyền thông hai là marketing ba là sale và bốn là chăm sóc khách hàng nào từ từ chúng ta sẽ kiểm tra nhau một vai trò của phòng truyền thông là gì xây dựng niềm tin với khách hàng về doanh nghiệp tức là làm cho khách hàng họ biết và họ tin doanh nghiệp nhiệm vụ thứ hai là gì ạ tạo nhu cầu để họ tìm hiểu về các sản phẩm và họ có nhu cầu mua sản phẩm của doanh nghiệp nhiệm vụ của marketing là gì ba nhiệm vụ một xây dựng điểm bán hai là gì ạ quảng cáo sản phẩm và ba là xây dựng chính sách khuyến mãi giảm giá tặng quà để khách hàng họ ra quyết định nhanh hơn tiếp tục nhớ lại cho tôi xem sale làm nhiệm vụ gì hai nhiệm vụ chính một là tư vấn tư vấn để giải quyết những vướng mắc của khách hàng và hai là gì ạ chốt đơn hàng ok cuối cùng phòng chăm sóc khách hàng là làm cái gì một là chăm sóc những cái chính sách tốt của khách hàng để làm cho khách hàng gì ạ à? chăm sóc về chính sách của khách hàng để làm cho họ hạnh phúc hơn và thứ hai là gì ạ à? chăm sóc về cái chính sách hậu mãi sau khi họ mua hàng của mình thì họ được hưởng cái gì để họ mua lại và họ sẽ giới thiệu bạn bè để mua lại của mình như vậy lại sinh ra một cái vòng đời cho nên khách hàng quen là một yếu tố cực kỳ quan trọng để tăng doanh thu của hệ thống doanh thu tức là mua hàng đấy họ mua hàng của mình thì thưa các anh chị như vậy đây là cấu trúc một cái luồng luân chuyển. Vậy thì vai trò của phòng kinh doanh, bạn vào phòng kinh doanh là bạn làm gì? Bạn đẩy, đẩy, đẩy tâm lý khách hàng. Và mỗi thằng đẩy một đoạn, thằng truyền thông đẩy ý, niềm tin công ty, đẩy nhu cầu. Thằng marketing là gì? Đẩy đến điểm bán để mua. Đẩy đến điểm bán, đẩy đến điểm bán và đẩy tâm lý muốn mua ngay. Thằng sale là gì ạ? Thỏa mãn tâm lý tư vấn, tư vấn và nhét vào bao tương là chốt túm vào ảo nhốt luôn đấy thằng chăm sóc khách hàng là gì làm cho khách hàng hạnh phúc và làm cho khách hàng mua lần sau được giảm giá tí cho nó phấn khởi lại quay lại mua đấy. như vậy là chúng ta hình dung như, kinh doanh chỉ có 4 phòng vậy thôi nó chỉ luận quẩn vậy còn xếp hình thế nào thì nó giống như mình chơi chơi bài có 52 cây thì xếp thế nào thì nó ù kiểu đấy thôi. Còn ví dụ xếp khéo bốn phòng này nó khéo thì là ù mà xếp ngu thì là gì? Không bán được hàng. Đấy, thì phải xếp thật khéo nó gọi là cơ cấu tổ chức ừ, hay nó gọi gọi là mô hình kênh phân phối thì cái khái niệm này các bạn được tìm hiểu sau sau khi học nhưng đến đây nó chỉ là đơn giản là bạn định hướng ra xem nghề kinh doanh là bạn phải làm cái gì trong cái cấu trúc này vậy thì nó cụ thể hơn nữa nó là cái gì còn ở đây tôi đang nói về mặt mục tiêu thôi còn cụ thể hơn thì bạn phải làm cái gì? Thì bạn quay lại cho tôi về mặt cấu trúc tổng thể hệ thống kinh doanh là bạn phải nghiên cứu và làm việc gì? Thì mời các bạn qua video clip tiếp theo. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc. Website trường doanh nhân CEO Việt Nam .edu .vn Hotline 1800 57 77 22 nhánh 1